Hello mọi người, nay về Bến Tre cuối tuần bắt cá trê nướng, nướng than. Cá trê bự khủng hoảng rồi chứ, cái đầu dần dần luôn. Ủa là tím để nguyên trái nướng luôn hả mà? Chết, mình lấy cái gì mình chẻ nó để nó đổ chứ. Nó được lên là không đụng hàng luôn á. Nón lá nghiêng che. Xong cho nó thông hơi à. Đâu cái bụng như cà má vậy ta, cá gì mắc cười hả? À? Như có bầu á. Cái đầu anh hoài hả? Đào nó vô lấy dao đào. Bông ơi, con đâu rồi? Trời, ta coi ta ngồi chỗ mát không? Khô gì vậy? Hình như ở đây nước mặn không có trùng sao á. Đó, câu hết rồi, cái tới bắt chim già. Rồi, nó cắn euro kìa Lan Tường. Ủa chị ba, chắc con gì con? Trời ơi, con sao, sao đen dữ vậy? Ủa mà sao chả nó được con cháu bên đây rồi đó? Mới mua hả? Con cháu này là con của con bói. Con nhỏ xíu hả? Ừ. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Nó chui vô mát rồi. Nó chui vô mát rồi. Qua cô Thảo bồng nè. Nó cho này không giữ được đâu.
Hai đứa có lậu không ta? Chẳng không, làm quen bạn nè. Chị nè. Cưng quá à, đội lông mượt ghê luôn á. Ở té không? Hay đi nó chả xuống té làm sao? Dạ không, nó không đi em bậy. Ở sao lông mượt chứ người ta? Ôi thù. Chị té không con? Ừ, nó còn đòi theo nữa. Nó khoái gì xe lắm. Nó thương quá hả? Ừ. Mày tỉ lông rồi lại cho tôi nữa. Mỗi hả? Lần chị đi là thấy bảo khoác là nhúng nhảy 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 đằng đầu theo. Xong cái nó chòm lên xe chị ảnh nó lên. Cái lụng đâu có lên tự lên được. Trời ơi. Sao sao vẫn có con đứa à? Mấy đứa kia đâu? Mấy kia cho nhà vậy. Đừng có bị tép à. Về chơi mai đi hả tiên? Cá bự sợ. Nó đã được mấy tuổi rồi ta? Bữa này 4 năm rồi ta? Bắt được 3 năm rồi. 3 năm. Dạ. Cá bóng vào vô mấy cái bọt đó. Nhưng mà nước trồng và nước lớn. Cái lưỡi ăn bự, lưỡi ăn lưỡi lan tuần, lưỡi con. Lan tuần rồi. Lưỡi chín trùng. Sao giữ xe vậy? Thì bỏ quen ha. Bên anh câu kinh nó sướng lại câu kinh cá bự. Câu gì bữa câu với anh hai á, cá phi thôi. Cá bự hết nói không? Bự gấp đôi cái chim nhang luôn á. Ê ê ê con. Nó đi luôn à. Bóng 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 bóng. Chạy chi thở chứ kìa. Cái lưỡi lên tường dễ dịch hơn. Cái lưỡi của đúng anh rồi. Nó bự quá. Mà lưỡi anh dính cá bự luôn. Dướng dướng hả? Em gọi nè. Làm gì dưới hả? Cái gì cơ này có cá lộn cá cầu bảy cầu. Gì ca chị ba? Su ca à? Vậy này có cái à? Đợt. Vậy? Đợt tên gì ca quên rồi. Chưa được tên Su ca. Dạ ai nha. Đây ngoài cá lòng tông còn cá gì nữa ta? Ghê à? Câu chìm dính tôm em với chị tiền đó để câu cái lòng tâm dính tôm không? Người xanh đó hả? Ừ. Nó đâu dám lại đây, sợ chó lòng tồn.
nóng thở. Hình như con chó gì đồ cơ thể. Nay biết nhà mấy không? Người đồng thì chịu dữ, ở tỉnh ở trong nhà không. Bắt mày á, tao lợi là nó theo à. Làm bắt bắt ve. Nó quen bà Tư nó chịu lắm. Trời đất ơi. Oh no. Oh no. Dạ. Nó lội cho mát nó chui vô lòng. Đừng nó lắng nằm nó ngủ luôn. Cái bắt lội đó. Cái bà Tư cắn nó giật. Rồi coi nó cả anh. Trời đất, có gì con đi. Rồi nó mũi mình không? Mới tắm xong. Coi nó nằm rồi lên đâu. Sợ bỏ nó đi.